chúng ta học cái bài bài 4 nhé. Thì trước khi mà sang cái bài 4 thì tôi nói lại một chút về ba cái bài trước đó nhé. Thì chúng ta đã học từ đầu rồi có ba bài thôi, nhưng mà chúng ta học được hai điều. Tức là đã biết rồi, chúng ta đã biết cái điều này, tôi nhắc lại một chút để chúng ta hình dung. Một là các cái kiểu dữ liệu cơ bản. Cơ bản đã học đó. Cũng giống như mọi ngôn ngữ khác thôi, thì khi chúng ta làm việc với các cái đối tượng dữ liệu khác nhau thì nó thuộc các kiểu khác nhau. Thì chúng ta đã biết là ở trong Python là kiểu in là kiểu số nguyên, kiểu float là kiểu số thực, dấu phẩy động. Float đây một chút, có một số người mình bắt đầu vào. Có người vẫn vào, để tìm chút nghe nào. Rồi là kiểu sâu ký tự là str. Chúng ta sẽ hiểu sau nữa, chúng ta sẽ hiểu vì sao mà chúng ta lại xếp cái s, vì sao mà lại xếp cái str cái sâu đó ở trong phần cơ bản, chứ nó không nằm ở trong cái phần như là chúng ta hôm nay chúng ta học về dữ liệu list, dữ liệu dãy, danh sách. Thì người ta sao người ta không xếp sâu vào dữ liệu giống như là danh sách, mà người ta xếp vào cái dữ liệu cơ bản, rồi là dữ liệu là bool. Đây thì đây là bốn cái kiểu dữ liệu cơ bản nhất nha, cơ bản nhất chúng ta đã biết. Dữ liệu bool là dữ liệu logic. Kiểu dữ liệu bool là nó chỉ có hai giá trị thôi, là cái là true và false. True và false. Chúng ta phân biệt nhé. Ngay đầu tiên phải về ngay là khi chúng ta làm việc với các cái kiểu dữ liệu thì cái như là int, float, str và bool là tên của kiểu dữ liệu hay là tên của cái lớp dữ liệu, thì khái niệm class đấy. Nhưng mà chúng ta tìm hiểu thêm một chút nữa thì ở trong Python thì mọi kiểu dữ liệu, mọi đối tượng dữ liệu đều là đối tượng hết, đều nằm trong cái môi trường là lập trình hướng đối tượng hết. Cho nên là đây chính là tên của các cái lớp. Thì mỗi một cái số nguyên chẳng hạn thì bản thân nó là một cái nó là một cái đối tượng của cái lớp int, của cái lớp int. Đó. Thì như vậy chúng ta có khái niệm là đối tượng object nhé. Nhưng mọi số nguyên nó là object. Mọi số thực nó đều là object cả, nó đều là object, mọi cái sâu nó đều là object, được chưa? Thì ngoài cái khái niệm là đối tượng ra, là object ra, thì còn một khái niệm nữa là khái niệm nó gọi là giá trị, nó gọi là value, hay là tiếng Anh là tiếng Việt là giá trị, là những cái kiểu giá trị mà đối tượng đó thuộc cái kiểu đó có thể có. Nhưng mà cái chuyện giá trị là khái niệm rất rất là dễ hiểu thôi. Vì đối với số nguyên chẳng hạn, với số nguyên nhé, object của nó là số nguyên thì giá trị của nó sẽ là nằm trong cái gọi là ký hiệu là z ấy, tức là nghĩa là trừ một này, không này, một này, hai là các số nguyên âm hoặc là dương. Thì đây là cái đề nó gọi là cái vùng giá trị của kiểu số nguyên. Với float thì nó là số thực thì giá trị của nó thì như là 1.2, 3.1 thế là dấu phẩy động. Với sâu thì là tên của cái lớp là str, còn kiểu dữ liệu đối tượng nó là đối tượng sâu, còn giá trị của nó là các cái ví dụ như nằm trong cái này, ví dụ như là a b c nằm trong dấu hoặc, là chúng ta biết rồi. Thì các cái này là các giá trị. Đối với bool thì là kiểu dữ liệu là logic, thì nó chỉ có hai giá trị thôi là true và false. Nhưng mà true và false nó là hai cái giá trị duy nhất của kiểu dữ liệu bool. Và nhưng mà hai chị này là có một cái đặt tên riêng được viết hoa và nằm trong cái bộ là từ khóa của Python đó. Thì đây là cái chúng ta đã biết nhé. Cái điều thứ hai chúng ta đã biết là chúng ta học ba cái lệnh mô tả cấu trúc điều khiển chính của
Python thì bài này nó giống hệt nó về về ý nghĩa là giống các cái giống cái giống cái ngôn ngữ lập trình khác như là Pascal hay là C, đó là lệnh if đúng không, lệnh for và lệnh while, mà lệnh thì lệnh if là cái lệnh nhà gọi người ta gọi là lệnh rẽ nhánh, thì nó có hai, nó có một dạng là rẽ nhánh không 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 đầy đủ, một rẽ nhánh đầy đủ, được chưa? For là cái lệnh lọc biết trước cái số lần lọc, thì for nó có dạng là for một cái biến in in một cái obj, một cái ốp sách nào đó nhé. Đấy. Thông thường cái ốp sách như này sau đó là hai chấm xuống dòng, lệnh if cũng vậy, if sau đó là if sau đó là điều kiện hai chấm xuống dòng, và có thể là cái else nghĩa của hai chấm xuống dòng, thì tất cả cái này nó đều xuống dòng hết, đều hai chấm xuống dòng là cái đặc thù của cái Python. While thì là lệnh lọc với số lượng, với cái số lần lọc không không biết trước, vì tùy thuộc vào cái điều kiện mà lệnh lọc nó đưa ra, while điều kiện hai chấm và phía dưới là các cái lệnh đó, thì đó là những cái chúng ta đã biết nhé. Thì những cái này là làm nói chung là nó tương đối là đơn giản, và nó giống hệt đối với Pascal hay là C, cho nên những ai mà đã biết rõ Pascal và C rồi thì chúng ta chuyển sang cái Python này là rất rất là dễ. Tuy nó có một vài cái điểm khác biệt chất, tức là sau lệnh if, sau lệnh for, lệnh while là nó thực hiện một cái nhóm lệnh, một cái block lệnh, thì nó phải xuống dòng và viết thụt vào thẳng hàng. Đó thì đó là điểm khác biệt. Điểm khác biệt thứ hai là chúng ta thấy ngay ở trên hình ấy, là nó có hai cái khác, định nghĩa object, định nghĩa value, như vậy giá trị là cái là một cái từ, là một từ nó khác biệt so với từ là object, là dữ liệu, đối tượng dữ liệu. Cái này là cái mà ở trong Pascal và C thì không có. Trong Pascal và C khi nói là một cái dữ liệu là người ta đồng nhất, đối với đồng nhất nó là giá trị luôn, không cần phân biệt là đối tượng là dữ liệu nào và giá trị nào, nhưng mà đối với Python thì nó phân biệt. Thì cái này thì sau này chúng ta sẽ hiểu dần đó, thì đó là cái chúng ta đã học. Thì lớp chúng ta là có một số bạn là mới, cho nên nhắc lại một chút. Hôm nay chúng ta học xong một kiểu dữ liệu mới tinh là kiểu dữ liệu list, nhưng hôm nay chúng ta học cái kiểu dữ liệu mới, một kiểu dữ liệu mới là list. Đấy. Dịch nguyên văn cái từ list này ra, mà trong các sách mà chúng ta, trong sách giáo khoa tin 10, cả hai cái bộ sách tin 10 đều dịch là danh sách. Đó. Thì cái này nó luôn này. Thì khi mà dịch cái này thì rất nhiều người, khi mà học bắt đầu làm quen với này thì rất nhiều người giáo viên chúng ta đã quen với Pascal rồi, cho nên cái tư duy của chúng ta tư duy dựa trên cái Pascal. Sau đó chúng ta nhìn một list này thì rất nhiều người lập tức là nói rằng là cái list này là nó khác với mảng, rất nhiều người nói như vậy nhé, là nó khác với khái niệm là array, hay là tiếng Việt là mảng, hay nôm na là list là khái niệm là khác hẳn với mảng trong Pascal và C. Để rất nhiều người mà nó nói là khi mà chúng tôi mà viết cái cuốn sách giáo khoa này thì chúng tôi cũng bị vướng phải cái đội thẩm định của bộ, là cho nó có vài vài cô giáo là đang dạy lớp dạy đang dạy trung học phổ thông, và hai cô giáo là chỉ quen với Pascal, và hai cô giáo là khẳng định là list là khác với mảng, và bắt chúng tôi là phải sửa lại câu chữ cho nó thế nào cho để phân biệt được. Mà tôi nói lại lên tôi luôn là cái suy nghĩ này là sai nhé, là sai hoàn toàn, không 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 có chuyện đó. Nhưng mà nó chỉ là một cách gọi, là cách xây dựng các ngôn ngữ lập trình nó khác nhau thôi. Ở trong Python nó không có cái từ array, nó chỉ có từ list thôi, mà cái list này nó chính là mảng, nó chính là dãy. Như vậy là ở trong Pascal và trong C thì nó có cái từ là array, là dãy các cái phần tử, dãy các danh sách, dãy các cái giá trị. Còn ở trong Python thì nó chính là list, cái việc là list nhé. Đấy, thì chúng ta chú ý như vậy. Như vậy nhắc lại một lần nữa, trước khi chúng ta đưa vào này, list này chính là khái niệm là array ở trong
ở trong Pascal, và chúng ta không cần phân biệt. Khi mà dạy cho học sinh lít mới này thì chúng ta quên hoàn toàn cái khái niệm array cũ ở trong trong Pascal đi. Chúng ta dạy thẳng cho học sinh khái niệm list này và quên quên cái khái niệm mạc cũ ở trong Pascal đi, và chúng ta tập trung vào cái list này thôi nhé. Đó, như vậy là list cái gì? List là một kiểu dữ liệu mà gồm có nhiều phần tử nôm na thế, giống như là mạc. Được chưa? Đây chúng ta biết. Ta bắt đầu mô tả kiểu dữ liệu list nhé. Khi mô tả của list mô tả như thế này, nó sẽ gồm có nhiều phần tử và chúng ta có thể khai báo là chúng ta viết thẳng như này, a bằng, và list thì là cách là một cái dấu ngoặc vuông, giống như cũng giống cái mô tả thành giống như là mảng. Chúng ta có thể 1 này, phẩy 2 này, 3 này, 10, 18 này, để nhìn. Được chưa? Thế đây là cách để khai báo một cái mảng là cái dãy a hay là một cái list a gồm có là 1, 2, 3, 18. Và như vậy chúng ta biết là ngay từ đầu ta đến nó khác biệt so với khái niệm mảng. Mảng ở trong Pascal và C chúng ta phải khai báo trước và phải khai báo kiểu của nó này, rồi khai báo cái số lượng phần tử cố định phải khai báo trước. Còn ở đây thì không, chúng ta vô tư chúng ta viết thế nào được a bằng như này. Hoặc chúng ta có thể viết tầm B đây, tôi khai báo một em khai báo một cái mảng như thế này. Như vậy là mảng dãy ở trong các bạn được tôi một chút. Alo. Ôi. Tôi là Hà đây, ai đây? Kia nè, chuyện gì đây kia? Cả lý thuyết cả thực hành chứ. Ở trong chương trình thì nó biết là bây giờ là chuyên đề để biết là thực hành, nhưng mà khi mình viết sách mình viết cả lý thuyết chứ, vì là mô tả nó có cả lý thuyết chứ, trừ khi nó thuần túy thực hành thì mình là thực hành thôi, còn nó gọi là cả lý thuyết chứ, bao giờ có lên lý thuyết. Tùy em thôi, tùy không, tức là ví dụ là ICT là dạy các phần mềm đúng không, thì phải có dạy cái khái niệm của nó rồi mô tả một số cái định nghĩa khái niệm, còn đa số là thực hành, cũng đa số là thực hành. Mà trong chương trình của bộ đã ghi rõ là toàn bộ phần ICT là gì, là lý thuyết là 40-60 thì phải, hay như thế. Mà mở chương trình xem. Nói chung là nói thế rồi, chứ không phải 100% thực hành đâu. Thế nhé. Vậy như vậy là a là một dãy mà tôi chưa biết trước phần tử, tôi cho trước a là 4 phần tử, b là không phần tử. Như vậy là trong Python thì cái list ấy, hay là mảng đó, là nó có số phần tử là động, nó không phải là cố định. Chúng ta đó là một cái điểm khác biệt nhé. Đây, thế bây giờ tôi sẽ kiểm tra luôn là kiểu của a của b là cái gì. Đây. Nó chính là list đúng không nào? Nó chính là list nhé. Như vậy rõ ràng là nó là class list. Như vậy list chính là cái tên, list chính là cái tên của cái đối tượng mạng dạng list của chúng ta. Và nó lại là rồi là vì là list nó là đồng nhất với khái niệm là mạng trong Python, và chúng ta hay dùng quen từ mạng. Thì tôi cũng sẽ dùng lẫn lộn giữa cái từ list là một này, từ dãy là hai này, từ mảng là ba, dùng lẫn lộn. Tôi không cần thiết là tôi phải cố định là luôn luôn phải dùng từ list, từ danh sách nhé. Cho nên khi mà tôi nói như vậy là chúng ta hiểu, vì nó quan điểm của tôi là tất cả cái đó nó là một hết. Cái từ danh sách là cái từ chính thức, vì là đó là cái từ dịch từ cái từ list của tiếng Anh, thì nó là từ danh sách. Nhưng mà khi chúng ta mô tả một cái sách mà toàn là các số cả, thì người ta thường nói là người ta thường mô tả trong môn toán là dãy số, chứ tôi thường nói là tôi dùng là từ dãy cũng không sao cả. Còn cái từ mảng là một cái từ là quen với ngày xưa hay dùng trên Pascal rồi, và trong lý thuyết thuật toán ấy thì cái cấu trúc dữ liệu một chiều thì người ta gọi là cấu trúc mảng một chiều, cho nên là cái từ mảng cũng là một từ rất là hay, là tiếng Anh nó là array. Cho nên là cái từ cái list này thì nó chính là array, và nó chính là dãy.
Tuy nhiên tất nhiên là vì nó là Python cho nó khác với Pascal và C, thì bây giờ chúng ta đang tìm hiểu cái khác của nó. Thì cái khác đầu tiên là nó là như là một cái biến khác là nó không cần khai báo, chúng ta mô tả luôn. Và ý thứ hai là nó không có độ dài là cố định cho trước, độ dài của nó là động, chúng ta có thể khai báo một cái dãy là rỗng, sau chúng ta sẽ bổ sung phần tử vào, thay đổi phần tử của nó, được chưa? Thì như vậy A đây là B đây nhé, thì chúng ta thấy là giống như là với Pascal, chúng ta có thể truy cập phần tử của nó với chỉ số khác. Điểm khác là các chỉ số trong trong Python bắt đầu từ số 0. Số 0 là gì? A này. Một. Nếu chúng ta mà chỉ ra một cái chỉ số mà vượt ra ngoài cái giới hạn của cái dãy đó, của cái list đó, thì nó báo lỗi như này. Có một cái hàm rất quan trọng là cái hàm được chỉ ra là cái độ dài của cái dãy bất kỳ, hàm len, hàm len. Vậy là các phần tử của một cái dãy bất kỳ sẽ là đánh số từ 0, 1, 2, 3 cho đến len trừ 1. Cho nên cái phần tử cuối cùng của cái mạng là phần tử này. Len A 1. Đó là phần này là 18 này. Đó. Chúng ta chú ý nhé. Như vậy là các phần tử của một cái list hay là của một cái dãy hay một cái mạng ở trong Python là nó đánh số từ 1. Từ 0 cho đến len độ dài của nó là len a trừ 1, độ dài trừ 1 nhé. Dựa đồng cái dãy đó chúng ta có n phần tử thì nó đánh số từ 0 cho đến n trừ 1, chúng ta nhớ như vậy nhé. Như vậy là cách chúng ta khai báo rất đơn giản, và cái điểm đặc biệt này và nó giống như là cái mảng ở trong trong Pascal, chúng ta có thể thay đổi thoải mái đây, là a đây là thay không bằng số như là 100 chẳng hạn. Một cái list nó ra, nó mô tả đúng không? Nó in ra là cái list đó và có dấu ngoặc vuông ở hai đầu. Cái lệnh print của một cái dãy nó là như vậy nhé, một dãy số. Rồi. Như vậy là A là cái em như vậy là đây là một cái kiểu dữ liệu mới, kiểu dữ liệu list là một kiểu dữ liệu quan trọng và nó là dữ liệu một là kiểu dữ liệu mà trung tâm của cái sách tin lớp 10. Trong sách trong chương trình tin lớp Python của lớp 10 ấy, thì nó có hai kiểu dữ liệu chính mà sẽ là dạy là trung tâm của cái quyển của sách đó là chính là kiểu dữ liệu list và kiểu dữ liệu string. Mặc dù là sâu đó, nhưng thì sâu chúng ta biết rồi, trước kia chúng ta chỉ học cái phần cơ bản thôi, còn sau này trong chương trình thì nó có phần sâu là phần là một là trong những phần dữ liệu chính. Vì sao là chính? Vì là tất cả các bài thi học sinh giỏi, tất cả các bài mà bài tập đều xoay quanh kiểu dữ liệu list, kiểu dữ liệu sâu và thêm cả kiểu dữ liệu số nữa. Thì cái phần list là cái phần chiếm nhiều thời gian nhất trong cuốn sách tin 10. Rồi, thì đây là cách chúng ta in ra nhé. Các phần tử của một cái list có thể thay đổi thoải mái. Và bây giờ tôi sẽ mô tả cái điểm khác biệt rất là lớn. Và chính cái điểm khác biệt này mà rất nhiều người mà đang dạy lớp 10 quen cũ rồi bây giờ sang bên này lập tức là kêu lên rằng là như vậy list là kiểu dữ liệu khác, kiểu dữ liệu mạng. Chính vì cái này là cái trong Python này như sau, dữ liệu list của nó chúng ta cho phép mô tả nhiều phần tử mà các phần tử này thậm chí có thể khác nhau về kiểu. Đó, ví dụ như là đây này 12. Được. Điều này là điều kiện đối với Pascal. Đối với Pascal và C là cấu trúc mạng là các phần tử của nó là phải cùng một kiểu. Đó là cách thiết lập mà của C và của C và Pascal thôi, chứ nó không phải là một cái định nghĩa chung nào cả của mạng cả. Cho nên là chúng ta chú ý nhé, đây tôi mô tả tiếp này, đây tôi ví dụ như là true, nhưng mà nó có thể là hay là đây là 34 nhỏ hơn 56 mãi. Như vậy là C là cái em là một cái kiểu là kiểu dữ liệu list mà các phần tử của nó là có thể các kiểu nằm trong nó thuộc về các kiểu dữ liệu khác nhau. Thì đây sẽ là điểm khác biệt
của cái khái niệm list của Python so với khái niệm mảng tương ứng mảng trong C và Pascal. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là kiểu dữ liệu list là một khái niệm khác hẳn so với khái niệm mảng nhé. Nó chính là mảng luôn. Nó chính là mảng. Khi chúng ta mô tả toàn số nguyên thì nó là thế là nó giống là nó giống Pascal. À, tôi cũng có thể mô tả một dữ liệu như thế này. Là và các cái tên như thế này thì nó là nó cũng giống như là đúng không nào? Nó cũng giống như là giống là Pascal thôi đúng không? Nhưng mà chúng ta mà trong thực tế mà nói thì các cái bài toán thực tế ấy, khi làm hầu hết khi mô tả list là các phân tử của nó là cùng kiểu thực tế lên như vậy hết. Ít khi mà dùng các cái ít khi mà có cái các cái bài tập mà có cái các phần tử của list là khác kiểu. Nhưng mà tuy nhiên là Python là cho phép chúng ta khai báo thoải mái các phần tử của list, và chính điều này là điều mà rất nhiều giáo viên là chúng ta là bỡ ngỡ. Và chúng ta tôi biết rồi là chúng ta đã quen là chúng ta học thuộc lòng cái định nghĩa về mảng mất rồi, cho nên là nhiều người đọc nhìn vào đây là thấy hoang mang hoặc sân này thấy là lạ quá thế này, và nhiều người thì tất cả những giáo án các bạn đã làm ở xưa nay về mảng chúng ta lại phải bỏ đi, vì chúng ta chót con câu đưa vào là mảng là cái kiểu là kiểu dữ liệu mà gồm các phân tử là cùng một kiểu ở bên trong, vì chúng ta phải bỏ đi câu đó nhé. Như vậy là khái niệm list của Python chính là tương đương với khái niệm mảng của Pascal và C. Mỗi ngôn ngữ nó chỉ có một cấu trúc dữ liệu chính để mô tả khái niệm mảng thôi, thì đây chính là cấu trúc là chính là list nhé. Như vậy là list là cái mô hình một dãy các phần tử bất kỳ, và nó chính là nó tương đương với khái niệm tương đương với cái mô hình tương tự như vậy của Pascal và C là khái niệm mảng. Được rồi, thì bây giờ chúng ta bắt đầu mô tả những cái lệnh liên quan đến dãy. Thì đây cái lệnh đầu tiên này thì tôi mô tả nhé, chúng ta có hai mô tả hai đơn giản, tức là chúng ta để cho phép là hai cái nối vào hai cái dãy nối vào, A là cái này, C là đây, tôi nối vào đây, nối vào nó ra một cái này, đấy, nối vào cái này. Bây tôi muốn tạo như vậy cho chiếc A và C, tôi muốn tạo ra một dãy mới là gộp chúng lại, tôi viết như này, tôi viết là viết D bằng như vậy, D nó chính là cái dãy là ghép của hai cái nhíp, cái ghép cơ học A trước và C sau, đó là cái phép cộng, thấy chưa? Nếu mà chúng ta khi mà tôi viết là A cộng A như thế này thì ở trong nó cho phép viết thành dấu nhân A là cái dãy ghép lại ba lần, A nhân 3 thì chính là A cộng A, thấy chưa? Thì như vậy là bây giờ D1 bằng A nhân với 5 chẳng hạn. Đó. Thì D1 là cái này. Nên mà khi mà chúng ta mà muốn tạo nhanh một cái dãy mà một cái dãy số ban đầu gốc đầu đó, cho làm nhanh lấy ví dụ cho ta bám N bằng 13 chẳng hạn. Chỉ cần mà tạo một cái dãy là N số 0 thì viết như này A bằng đây, 0 và nhân với n rất là nhanh, và viết là em phải viết là không không lớn nhất là tận là 13 mà viết như thế này, được chưa? Đấy. Hoặc như này tôi có thể đây là cách viết nhanh nhé, còn nếu không thì tôi có thể viết lại dưới cái dạng là gì một cái vòng lặp như sau. Tôi chọn cách viết để tạo cái dãy A như thế này thì làm như sau đây, viết như thế. A bằng cho A bằng rỗng đó là for i in range n, để cho n lần, và khai báo A bằng A cộng với đây. A nó vẫn là cái một cái lần này nó dài lắm, nó không cần thiết chúng ta mô tả cái này là nhanh nhất này, đây này. Tạo ra một cái dãy n phần tử là n phần tử toàn số 0. Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với những cái lệnh bắt đầu đối với dãy là nó khác biệt vì là nó, độ dài của nó là không cố định. Cho nên là
Cho nên là mà khi mà bổ sung phân tử vào một cái list, chúng ta sẽ phải có một cái lệnh riêng chứ không phải chỉ lệnh ngắn, không phải chỉ lệnh ngắn bình thường nhé. Đó thì chúng ta làm như sau, thì tất cả những cái lệnh, cái phương thức làm việc với dãy là nằm ở đây. Chúng ta có thể sẽ mô tả những cái lệnh làm việc với dãy đây. Chúng ta bắt đầu từ đó, bắt đầu đây nhé. Lệnh append này, lệnh clear này, lệnh copy này, lệnh count này, extend này, index này, insert này, pop này, remove này, reverse và sort. Thế thì trong những lệnh này là đây là lệnh cơ bản nhất. Thì khi dạy cho học sinh ý, thì trong sách giáo khoa lớp 10 tiên của cả hai bộ sách, thì mỗi bộ sách tôi xem rồi, mỗi bộ sách chỉ mô tả 4 lệnh ở trong cái này thôi. Mặc dù cái số lệnh, cái lệnh đó là khác nhau. Với cái bộ kết nối tri thức thì họ thì người ta mô tả 4 lệnh khác. Còn cái cuốn Cánh Diều thì mô tả 4 lệnh khác. Đấy. Tuy nhiên theo tôi thì giáo viên chúng ta nên biết và bắt buộc phải biết tất cả các lệnh này. Theo tôi là như vậy nhé. Nếu mà chúng ta muốn là dạy học sinh được tốt hơn, chúng ta phải biết tất cả cái này. Thì hôm nay tôi sẽ bắt đầu mô tả tất cả những lệnh này cho chúng ta biết. À được rồi. Bây giờ trước khi mà chúng ta mô tả này thì tôi nói luôn, nó luôn một lệnh phải nói trước lệnh đó luôn nhé. Đây viết lại này, lệnh này là phải nói đầu tiên luôn. A này bằng lấy dụ nhé, A này 1 này, 3 này, 9 này, 14 này, 5 này, 7 này, 5 nhé. Bây giờ tôi cái lệnh đầu tiên mà chúng ta học là chúng ta có thể duyệt từng phần tử mà của A, là đây là lệnh đầu tiên luôn, cái lệnh này là lệnh quan trọng. Chúng ta trước khi đi vào các phương thức kia thì chúng ta học cái lệnh là duyệt từng phần tử mà của A, như các lệnh duyệt của A. Trên này thì cái phần này tôi xin nói thêm một chút ra bên ngoài. Thì trong một cái list thì chúng ta nhớ là các lệnh duyệt từng phần tử. Tên phần tử của một dãy, của một list nhé. Thì nó có, thật ra nó có một lệnh thôi, nhưng mà ta chia làm hai trường hợp. Hai lệnh này, cái lệnh này đều là lệnh for hết. Nhưng mà lệnh for là cái lệnh rất quan trọng. Lệnh for là duyệt từng phần tử một của A. Thì nó có hai cách để mô tả lệnh duyệt như sau. Mô tả luôn nhé. Cách một là chúng ta duyệt phần tử của A, nhưng mà thông qua cái hàm range. For e in range n, đâu có thể đặt lên bằng n cũng được, lên a đấy nhé. Đó mà chúng ta cần in a e n bằng chữ hàng ngang cho nó dễ. Đây là cái lệnh là duyệt các phần tử của A bằng cách là ta truy cập vào từng phần tử của A như thế này. Đấy, để của A đây nhé. Đó. Và dùng thông qua cái lệnh range, cái vùng giá trị. Đấy, enter nhé. In ra như này. Đấy, in ra các cái dãy của A đây. Đây là cách 1. Cách 2 hay hơn nữa, ngắn hơn nữa cách 2, cách 2 là cách rất là ham, là cách mà làm mô tả cái lõi của cái gọi là duyệt phần tử của cái list nhé. Anh sau for it in A, đấy, cái này là in A, sau đó là in, cái này viết ngắn gọn hơn cách thức rất nhiều mà nó mô tả chính xác của cái lệnh for luôn. Là for x là phần x là cái biến kỳ in một cái đối tượng A nhé, in A. Ở trên này vẫn là nó thôi, nhưng trên này là đối tượng A là range, là cái vùng chỉ số thôi. Còn đây là in A, in trực tiếp A, như vậy là for in A, như vậy đây chỉ là lệnh duyệt từng phần tử một của A đây. Đó, chỗ này đúng không? Đây, ta enter. Như vậy là đây là cái lệnh rất quan trọng và nó mô tả cái lõi, cái bản chất của lệnh for, gọi là for in. Được chưa? Đấy, thì nó là như vậy là cái lệnh, như vậy là cái khuôn dạng tổng quát của lệnh for là như sau. Đây kia là cái dạng tổng quát
dạng tổng quát của bệnh lặng. Ho trong Python là như sau nhé, chúng ta ghi lại cái này cho yên tâm, là như sau này: for này, xong một cái biến bất kỳ, một cái biến nào đó bất kỳ nhé, có thể izk tùy ý, xong in, đấy, in là cái từ khóa này, sau in là một cái object. Object này là nó hỗ trợ cái việc là duyệt, ví dụ như là list đấy. Sau là các lệnh là và chỗ này là thuộc vào, chỗ này là thuộc vào hàng hàng với nhau, được chưa? Thì biến là cái biến này là cái biến mà bất kỳ, còn cái object này này là có thể là list, có thể là dạng list mà có thể là dạng là range, chúng ta biết rồi, có thể là range, được chưa? Đó là, như vậy là tổng cái lệnh for tổng quát trong Python là for là chính là duyệt ở trên một cái đối tượng mà nó cho phép duyệt như vậy, một đối tượng có dạng là dãy mà cho phép là duyệt, được chưa? Đấy, thì rất là quan trọng. Thì ở trong Python nó trước một chút, ở trong Python cái đối tượng nào mà nó cho phép lệnh này này nhé, thì ở trong Python thì cái đối tượng cái đối tượng mà hỗ trợ lệnh for in chấm chấm đấy, thì cái trong trong ở trong Python thì người ta gọi cái đối tượng này là đối tượng, là người ta gọi là đối tượng tuần tự. Tôi ghi cho bạn cái từ này, cái này là nâng cao, cái này trong sách giáo khoa không có đấy nhé, trong chương trình không có, là đối tượng là tuần tự đấy. Tiếng Anh của nó là iterable object nhé đấy. Thế như vậy lệnh for biến in object, object này này chính là cái ôm là kiểu dữ liệu là tuần tự, ví dụ như là list là tuần tự này, range là tuần tự này, chúng ta biết rõ hai kiểu dữ liệu, chúng ta biết rồi là list và range chính là kiểu dữ liệu tuần tự. Và ở trong trong Python thì cái kiểu dữ liệu tuần tự đấy, cái dữ liệu tuần tự là vô cùng quan trọng, vô cùng luôn. Chúng ta học sâu hơn nữa thấy cái yếu tố tuần tự là đóng vai trò rất là quan trọng, và đóng vai trò là trung tâm của toàn bộ cái hệ thống gọi là cái lõi của Python. Được rồi, bây giờ chúng ta quay lại bên này, được chưa? Như vậy là chúng ta có thể duyệt duyệt trên phần tử của một cái list theo nhiều kiểu khác nhau. Đây có hai kiểu này, là kiểu này là duyệt thông qua lệnh range, kiểu này là duyệt thông qua trực tiếp hơn, mà kiểu này nó ngắn hơn qua rất nhiều lần đó, nó ngắn gọn hơn rất là nhiều lần, rất là thuận tiện nhé đấy. Rồi thì bây giờ tôi sẽ nói sang cái tiếp tục những lệnh cơ bản nhất, thì chúng ta sẽ học một số lệnh cơ bản nhất trước nhé. Thì đầu tiên là cái lệnh chúng ta bổ sung một phần tử mới vào đuôi, vào cuối của Yeah. cái của dãy A nhé. Đây là A Chút đâu mà. đây. Alo. Vâng, thầy ơi, thầy đang nói đến cái việc mà xuất ra màn hình ấy, cái phần tử của A ấy, phần tử mảng ấy. Thế bây giờ cái mảng mà thầy đưa ra chỉ là mảng lúc đầu vào mình có sẵn. Bây giờ thầy hướng dẫn bọn em cách mà nhập từ bàn phím vào một mảng với phần tử bất kỳ ạ. Đây bây giờ bắt đầu làm đây. Vâng, đấy ạ. Bắt Tôi đầu nhập, làm mình nhé. tự nhập vào từ bàn phím. Đây là tôi nói trước đi, bây giờ bắt đầu làm đấy nhé. Vâng. Đây mình mô tả cái lệnh đầu tiên mà các bạn gặp là chính là cái lệnh cần nhất, là cái lệnh là append, là cái lệnh mà là bổ sung một phần tử vào cuối của một dãy, của một cái list có sẵn nhé, lệnh append này này, được chưa? Đấy thì lệnh như thật sự ai bây giờ lệnh sau a này cấm này là phương thức append này mà mở khoảng, mà đó là lấy ví dụ là tôi bổ sung đây là số 10 nhé, enter thì a là đây, a sẽ bổ sung số 10 vào cuối đây, đúng không nào? Như vậy là đây là lệnh đầu tiên chúng ta học, là cái lệnh mà làm một phương thức rất quan trọng này, nằm ở đây lệnh append này, đây là cái lệnh append nhé, đây là cái lệnh mà bao giờ học đầu tiên luôn, là cái lệnh mà bổ sung một phần tử vào cuối của dãy. Thì đây chính là cái từ lệnh này, thì chúng ta trả lời chính cái câu hỏi của bạn ấy, là chúng ta có thể viết một chương trình là nhập n số từ bàn phím vào một dãy A, được chưa chưa? Đấy, rất là đơn giản thôi. Đấy. Rồi Bây giờ rồi. sửa nhé.
Bây giờ tôi sẽ đặt luôn, làm luôn ngay lúc này. Bây giờ tôi làm luôn một cái chương trình là nhập, đầu tiên là nhập N, sau đó là lần lượt nhập N số hay là nhập N tên học sinh đi vào vào trong một lớp, vào trong một dãy, trong một list A, và sau đó in ra sách học sinh, được chưa nhé? Tôi làm ngay, chưa làm ngay bằng chương trình cho nó hay luôn này nhé. Với lệnh này chúng ta đủ, chúng ta đủ để làm cái đó nhé. Rồi mình tôi làm này, đây bây giờ tôi làm như này nhé. Đây viết cái chương trình, chương trình là như sau. Tôi viết cái chương trình là như thế này, viết cái chương trình là sẽ đây tôi là viết cái comment nhé. Nó thêm một comment chưa nói rồi hay chưa nói tôi không nhớ nhé. Tức là về gọi là chú giải của một cái chương trình thì có hai cách chú giải. Một là chúng ta gõ dấu thăng và chúng ta gõ bất kỳ cái sau cái dấu thăng này thì nó là comment, nó là phần chú thích của chương trình. Và cái chú thích này nó chỉ có ý nghĩa từ đó cho đến hết dòng, chứ nó không xuống dòng được nhé. Còn nếu chúng ta muốn comment xuống dòng ấy thì ở trong mỗi đạo nó có comment xuống dòng vào viết thoải mái nhé. Thì muốn comment xuống dòng thì làm như sau. Thì chúng ta phải bắt đầu bằng ba dấu nháy, sau đó chúng ta viết tất cả những phần này ở đây nhé, tất cả những phần này, sau đó chúng ta đóng ba dấu nháy. Cái này là nó là comment xuống dòng được nhé. Ví dụ tôi làm một cái chương trình là chương trình nhập bàn phím đấy, sau đó nhập n học sinh trong lớp, cuối cùng là in ra danh sách học sinh đấy. Này cần dùng mỗi một cái lệnh append thôi, chúng ta làm được. Chúng ta xóa cái này đi. Đây chỉ là cái comment, cái comment của một cái chúng ta comment của một cái trong Python mà cho phép xuống dòng được, tại viết vô tư không ảnh hưởng gì cả. Rồi thì bây giờ tôi mô tả nhé. Thì đầu tiên chúng ta làm này, vì tôi kinh doanh là chuyện chạy dễ nhất cái bài này. Hôm nay tôi lưu trong cái bài của chúng ta, này chúng ta hôm nay chúng ta làm bài số 4 đúng không? Tôi lưu vào. Nhiều lớp quá, lớp hè đây này nha. Bài số 4 nhé, chương trình là nhập danh sách học sinh nhé. Rồi tôi đã nhập n trước này, n là chúng ta muốn nhập vào, sau đó bàn phím một số chúng ta chuyển thành số nguyên, ta dùng lệnh in như này. Đấy rồi, chúng ta phải có lệnh này input đúng không, nhập số hình trong lớp nhé, học sinh hình trong lớp. Sau đó chúng ta sẽ lần lượt là nhập các cái học sinh từ 1 đến n nhé. Lần lượt nhập và chúng ta đưa vào một cái list học sinh, được chưa? Thì bây giờ tôi tạo một cái dữ liệu danh sách học sinh, danh sách học sinh như này nhé, học sinh đó là dữ liệu. Nó bằng là một dãy rộng, một rộng đúng không? nhập vào cái đâu tôi sẽ lệnh dùng lệnh append, tôi đưa vào cái này thế thôi nhé. For in range n là y chạy từ 0 n trừ 1 thì tôi muốn là nhập lượt n thôi mà, đúng không nào? Đây nhé, dòng và đây tôi nhập vào nhé. Thì viết như sau, tôi viết là họ tên này input này nhé, nhập học sinh thứ gì đấy, vì chúng ta chú ý nhé, thứ y cộng 1 đấy, vì tại vì y là chạy từ 0 mà tôi muốn là nhập học sinh, tên học sinh thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ n, thì tôi sẽ phải ở đây tôi sẽ phải nối cho nó với cái y cộng 1. Y cộng 1 là số, tôi sẽ phải dùng hàm str tôi chuyển nó sang với str chuyển nó sang y cộng 1 thì y đúng không. Tôi là thêm một cái hay hơn nữa là tôi đúng không, mở cái này ra đây là sâu cho phép là cộng mà, đó là hai như thế này. Đấy.
Đây các bạn, là mẹo thôi không gì cả đâu nhé. Vì cái hàm input, cái hàm mà bên trong phải input nó phải là một sâu. Nhưng mà tôi muốn là dòng chữ là nhập học sinh thứ 1, thứ 2, thứ 3, thứ N. Thì tôi phải ghép cái sâu này với cái sâu là y cộng 1. Y cộng 1 này tôi phải dùng là hàm ester, tôi chuyển thành sâu. Và để có phép cộng sâu. Đây là 2 chấm ở cuối cho nó đẹp thôi nhé. Enter. Và khi nhập vào rồi, tôi dùng cái lại HS danh trách sinh pen. Cái vòng for này là nhập mà nm từ bàn phím đây đúng không, và đây tôi vào đây tôi mới thông báo là in danh sách sinh là dùng lệnh for đúng không, for ths in danh sách tinh thế không nào. Vậy ta dùng cái hàm for để in print tên học sinh đấy. Cái bài này là vừa nhập nhé, vừa lệnh append nhé, vừa lệnh in là dùng lệnh for nhé. Vì hạn danh sách học sinh chính là cái biến kiểu dữ liệu list đây, dữ liệu list đây là list rộng đây mà nhập từ bàn phím vào đây nhé. Tôi chạy thử nhé cho bạn xem nhé. Này đây rồi chết rồi, nó ở đâu đây, quay được rồi. Đây nhiều là ba em chẳng hạn nhé, ba người này, học sinh thứ nhất là Hà này, học sinh thứ hai là Bình này, học sinh thứ ba là Quang này, và máy sẽ in ra ba người đây. Đây học sinh là Hà, Bình, Quang, được chưa? Đấy, chúng ta thấy hình một chương trình rất đơn giản thôi, nhưng mà bài thứ là nó hơi dài một tí đấy nữa, và chữ này nó hơi mẹo một chút đấy. Nhập tên học sinh thứ nhất này, thứ hai, thứ ba đây, vì cái y này nó chạy từ không, y cái hàm cái lệnh rơi này là nó chuyển nó không lẽ là chỉ một, chúng ta muốn từ một cơ, chúng ta phải cộng một vào đây đấy. Vào đây nhé. Rồi thì như vậy chúng ta lấy là học lệnh append là cái lệnh đầu tiên chúng ta học, và ở đây chúng ta có thể là có cái một cái chương trình mẫu là nhập nm hoặc danh sách, có thể nhập n số cũng như vậy thôi, tương tự nhé. Đấy, mình sẽ quay lại đây nhé. Vậy append là cái lệnh đầu tiên nhé. Lệnh thứ hai là chúng ta sẽ mô tả là cái lệnh lệnh gì, nếu có lệnh nào chúng ta cần hết mình tôi mô tả lệnh trước. Lệnh thứ hai là lệnh insert, là cái lệnh append là cái lệnh là nhập một phần tử vào cuối của một cái dãy, của một cái danh sách. Còn cái insert là nhập một phần tử vào vị trí bất kỳ của danh sách, nhập vào đầu, vào giữa, vào cuối cũng được nhé. Thì lệnh là như sau, cái lệnh của nó là a insert. Sau đó hai cái tham số, tham số rất là index là cái vị trí, thứ hai là đối tượng. Ví dụ tôi muốn nhập vào đầu của danh sách, tôi viết số 0 mình cứ đầu, mà tôi nhập số là 100 chẳng hạn, máy sẽ chèn số 100 này vào vị trí đầu của cái dãy A. Enter này, A đây đấy, vào đầu đây, tôi muốn chèn vào giữa nhé, tôi chèn này insert là vị trí số 4 chẳng hạn, chèn cái phần tử là từ 1 chẳng hạn vào vị trí thứ 4. Tức là đây này, đây là 0 này, đây là 1 này, 2, 3, 9, 14 này. Vậy nó chèn vào trước 14 nhé. Đây, này. Nó chèn vào từ 1 vào trước 14. Đấy. Chèn vào vị trí thứ 4. Đấy. Nếu chúng ta để cái vị trí này mà nó nằm ở cuối, nó sẽ chèn vào phía cuối. Lệnh này nó không bị lỗi cả. Đây, vị A nhé. Là vị trí 100 này, bạn 100 là vị trí nó rất lớn ở bên phải. Đây, 10. Máy sẽ chèn vào vị trí cuối này từ 10. Vậy là chúng ta học mà biết lệnh thứ hai là insert, lệnh rất rất hay sử dụng. Như vậy là chúng ta được phép là chèn một cái list và chèn một thứ bất kỳ vào vị trí nào, vào cuối hoặc là vào giữa, vào đầu tùy. Riêng cái lệnh chèn vào cuối là lệnh riêng, là lệnh append.
còn lệnh insert là lệnh tổng quát hơn, chẳng vào trí bất kỳ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem lệnh nào là quan trọng nữa nhé. Đây bây giờ chúng ta sẽ lệnh tiếp theo là lệnh remove một phần tử, remove xóa phần tử, xóa một giá trị nào đó. Đây là a đây, remove sửa, tôi muốn xóa cái số trừ một đi thì tôi viết là trừ một như này, xóa đi. Nếu mà tôi mà remove phần tử nó không nằm trong, nó báo lỗi. Đây, tôi biết là như này trong A không có phần nào người cả thì máy nó báo lỗi là nó là value error. Cái x này là không nằm trong danh sách đó, thì anh như thế nhé. Như vậy lệnh remove ta biết rồi. Bây giờ nói về lệnh xóa, chúng ta biết rồi là A như này thì chúng ta muốn cái phần tử của nó thì ta phải biết là ví dụ là A không này đúng không, A một vân vân này. Giả sử tôi muốn xóa đi một phần tử là A3 chẳng hạn, A3 là chính là 9, một khóa 9. Có hai cách là khi chúng ta mà không biết chỉ số thì chúng ta gọi là A.remove 9. Còn nếu biết rõ chỉ số là 3 thì có cái lệnh là đen. Là lệnh khóa phần tử thứ 3 của cái list A, mà cái thứ này là đánh số từ 0 trở đi. Như vậy là chính phần tử thứ tư đấy. Đen. Và như vậy A là xóa đi 9 rồi. Thấy không nào? Đen. Thì bây giờ tôi nói thêm về cái lệnh đen nhé. Cái lệnh đen là một từ khóa, lệnh đen là lệnh. Thì lệnh đen này bản chất của lệnh đen, cái nhiệm vụ chính của lệnh đen là lệnh xóa một cái biến nhớ. Đây tôi viết là x gì bằng 10 chẳng hạn. Như vậy trong máy nó lưu một cái tên là x gì nằm trong để nó lưu là mô tả một cái biến nhớ là có giá trị là 10. Thế bây giờ tôi muốn xóa cái x đi. X là đây nhé, dùng x thì có máy như này đúng không, biểu tượng đen là xóa x khỏi bộ nhớ thì x biến nó mất đi. Như vậy là đen là cái lệnh đen là cái lệnh lõi của nó là lệnh xóa một cái biến nhớ. Thì bây giờ các bạn nào mà chú ý một chút cho thấy như vậy lệnh đen là lệnh xóa một biến. Thế thì đen một phần tử của list thì nó là biến nhớ à, đúng không? Mọi người hỏi thì sao là có lệnh đen này, thì như vậy A3 có phải là một biến không? Đấy, thì câu hỏi này là câu hỏi rất thông minh, thì câu hỏi này tôi sẽ trả lời sau. Nhưng mà đúng quả thật A3 là một biến thật. Và đây là cái câu hỏi rất là hay, cái này muốn hiểu được nó thì chúng ta phải hiểu sâu hơn về cách mà Python quản lý các cái biến dữ liệu như là list. Cách Python quản lý kiểu dữ liệu list thì chúng ta sẽ hiểu được nhé. Cần hôm nay nó nhanh nhất, tôi cho cái này sâu hơn rất là khó mà nó vượt xa khỏi chương trình của học sinh lớp 10 của học sinh. Đây là một câu hỏi rất là khó luôn, là nằm vượt rất nâng cao. Là Python nó khi chúng ta mô tả một cái list như này thì Python là mô tả như sau. Python là nó là một đối tượng mà bên trong của nó mỗi phần tử của nó lại là một con trỏ nữa, lại là một cái biến nữa để trỏ một đối tượng khác. Ví dụ như đây là cái A0 thì A0 chính là một biến nhớ trỏ vào đối tượng là 100, đấy, ví dụ như vậy. Nhưng mà đây nhưng phần này tôi nói như vậy là rất nâng cao, tôi không nói sâu hơn nữa, chỉ nói thế thôi để mọi người hiểu nhé. Như vậy là vì sao lại có lệnh đen, là chính như vậy đen chính là cái lệnh là xóa một cái phần tử của một cái list của cái mảng, giống như là xóa một cái biến nhớ nhé. Nhưng mà cái lệnh mà hay dùng nhất là lệnh remove, là lệnh remove đây cũng được. Thấy chưa? Rồi thì bây giờ tôi mô tả sang tiếp theo là cái lệnh là index, là cái lệnh mà cho trước một cái giá trị của số của một phần tử của cho trước một cái giá trị và kiểm tra đếm xem là nó là thuộc cái chỉ số nào, tính ngược trở lại. Đấy. Ví dụ là ta ví dụ đây nhé, lấy ví dụ như A đây. Vì tôi muốn là kiểm tra xem cái số này nằm ở cái chỉ số nào. Đây, index 7. Trả lời là index 7 nằm ở vị trí 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Đó. Còn nếu mà tôi chỉ ra một cái index. Vậy index là cái phương thức mà trả lại cái chỉ số của một cái phần tử của dãy. Nếu mà tôi mô tả phần tử này mà nó không nằm trong dãy thì nó sẽ báo lỗi. Nhưng mà rất nhiều lệnh là nằm là báo lỗi, bạn thấy không nào?
Thì sau này các bạn sẽ thấy là tất cả những lỗi mà phát sinh khi chúng ta gõ lệnh sai hay là đây, cái lệnh này, cái game, cái này là lỗi, này là lỗi dấu phẩy. Tôi viết lại cái này cho các bạn. Lệnh không phải là cái lệnh của cái index mà là tôi viết dấu phẩy nhầm. Như vậy thì là lệnh cú pháp này là đúng như này. Bây giờ enter thì máy quay cũng báo lỗi. Và nó thuộc cái lỗi thuộc loại là lỗi lỗi dữ liệu là tôi nhập sai. Thì các bạn thấy như vậy là tất cả những cái lỗi phát sinh mà khi chúng ta thực hiện lệnh nó gọi là lỗi logic ấy, thì là Python lưu lại hết. Tất cả những cái lỗi này. Rồi. Thế bây giờ tôi như vậy chúng ta mô tả được một vài cái lệnh rồi. Insert rồi, remove rồi. Lệnh clear là cái lệnh là xóa toàn bộ dữ liệu của cái bảng đi và nó trở về rỗng. Lệnh xóa nhé. Viết A đây. A này, chấm này, clear. Nó vào hàm và có rỗng hoặc như nó không cái hàm này nó không có tham số. Thì là tôi xóa đi. Đó, A trở về rỗng. Đấy là mình chỉ làm cái dãy rỗng này. Thì cái dãy mà rỗng thì tương đương với là hàm len của nó bằng không. Nhưng mà có thể dùng cái hàm len để mô tả một cái dãy rỗng. Như vậy là một cái list rỗng mà là rỗng chỉ khi là len A bằng không. Đấy. Không đây là so sánh. Khi tôi viết thằng này là so sánh với cái len A là cái mà nó mô tả cái chiều dài của dãy. Nếu mà không thì nó là rỗng, thấy chưa? Đó, bây giờ tôi xem còn gì nữa không. Cái reverse tôi sẽ bỏ qua, còn sort làm sao sắp xếp thôi. Đây tôi sort này thì là A này nhé. A thì ra là như này nhé, gắn lại cho đẹp. Đây nhé, đây ghi lại nhé. Đây là A này bằng A như này nhé. Đây là A đây nhé. Để tôi muốn sắp xếp lại có cái là có sẵn rồi. Tuy nhiên là những lệnh như này thì học sinh đối với học sinh cơ bản như lớp 10 thì không nên dạy họ và không nên sử dụng, mà chúng ta cần phải dạy cho học sinh là cách để sắp xếp các dãy số. Thế cần nó mới hay nhé. Bây giờ tôi mô tả luôn các bạn, bây giờ chúng ta ngay bây giờ chúng ta có thể học được cái thuật toán để sắp xếp một dãy số. Thuật toán đơn giản thôi, tự nhiên thôi nhé. Bây giờ tôi viết lại lệnh này, tôi cho các bạn xem luôn cái lệnh. Trước khi mô tả cái thuật toán sắp xếp của một dãy số thì tôi nói luôn như này nhé. Là hôm trước nói rồi là ở trong Python cũng lại rất là hay khi mà cần mà đổi vị trí hai phần tử ấy, đúng không nào? Thì chúng ta không cần phải mô tả bằng ba lệnh nữa, mà chúng ta chỉ biết là x y bằng y, chính là đây chính là các bạn đổi vị trí của hai giá trị x và y. Đấy. Khi thì biết như này thì x thì nó sẽ là bằng 8 và y nó bằng 10. Nên mà khi sắp xếp một dãy số đấy thì chúng ta cần thiết là phải đổi chỗ hai vị trí của các phần tử của dãy, thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh này cho nó nhanh, được chưa? Rồi thế bây giờ tôi sẽ mô tả để cho nó hay, tôi mô tả một chút kia gọi là cái thuật toán, gọi là chưa là thuật toán được ở đâu, nhưng mà nó là cách chúng ta để sắp xếp một dãy số nhé. Đi vào đây nhé, thì các bạn nhớ, có thể các bạn ghi chép vào đây. Cái cách thì chúng ta dùng cái thuật toán cũng được. Chúng ta là rất đơn giản, thuật toán là tự nhiên. Nếu mà ai mà đã học qua cái lớp mà tôi đã từng dạy về thuật toán ấy, thì thuật toán này tôi gọi là thuật toán châu bò, toán tự nhiên là sắp xếp bằng dãy số, sắp xếp bằng dãy số nhé. A đấy, cái nào là như sau này, về ý tưởng như sau nhé, về ý tưởng là như thế này, về ý tưởng là như sau. Chúng ta sẽ tìm là tất cả các cái bộ chỉ số EG với Y nhỏ hơn G. Đấy, tìm tất cả nhé. Và chúng ta kiểm tra nếu mà AI
mà AI mà lớn hơn AG, thế là AI và AG đúng vị trí thì đổi chỗ. Thì đổi chỗ AI và AG. À, nhưng mà đây chỉ là cái thuật toán cơ bản nhé. Ý tưởng của nó rất là cơ bản như thế này. Được chưa? Rồi thì bây giờ tôi sẽ mô tả ngay trên màn hình này, trên cái bảng đen này, gọi cái bảng trắng của tôi đi, mô tả cái chương trình. Sau tôi viết lại trên máy tính sau nhé, để cho chúng ta nghỉ cho nhớ thôi nhé. Đây là thuật toán đây, thuật toán sắp xếp dãy số A tự nhiên nhé. Này, ví dụ tôi viết là n, tôi cho là bằng len của A nhé. Đây, bằng len A này. Xong tôi chỉ cần hai vòng lặp thôi, for i, đúng không? In range for i chạy từ 0 cho đến n 1 hai chấm xuống dòng, xong for hai vòng lặp này để mà tìm tất cả cặp i này đấy, for g in range nhé, in range của từ i cộng 1 đến n 1, kia vòng lặp trên là i chạy từ 0 đến n 2, còn g vòng cuối là chạy từ i cộng 1 đến n 1 hai chấm đấy. Để cho các bạn thấy dễ. If AI lớn hơn AG thì đấy, hai chấm xuống dòng, và đây là gì, là đổi chỗ AI phẩy AG bằng AG phẩy AI. Trong Python rất hay, chúng ta cần một lệnh thôi là chúng ta đã mô tả. Đây chính là cái thuật toán mô tả bằng mặc lệnh nhé. Dòng nhất đây, dòng thứ hai đây, dòng thứ ba, dòng thứ tư, chúng ta mới có 5 dòng thôi. Chúng ta thêm gọi nó trước một chút nhé, là học sinh lớp 10 chỉ học về Python, học lập trình cơ bản, không có khái niệm thuật toán, không gì cả. Nhưng lớp 11 là bắt đầu. Lớp 11, chương trình lớp 11 của chúng ta là có hẳn 32 tiết học về thuật toán. Đấy, luôn như vậy cho nên là rất là, chúng ta cũng phải tìm hiểu dần cái khái niệm thuật toán đi để biết đây là cách mà viết một thuật toán. Bây giờ tôi quay lại cái này đây, cho trước cái ảo của chúng ta là như này nhé. Tôi làm như sau này, đây cái này cho nó dễ, n này bằng len a nhé, for i in range, for i in range từ 0 đến n 2 thì n đây là n 1, sau đó là for g in range từ i cộng 1 đến n 1. Đây là cái hai vòng for này là chỉ ra là tìm tất cả các cặp i g với i nhỏ hơn g, và kiểm tra nếu mà i g không đúng, không xếp không đúng. Nghĩa là i nhỏ hơn g thì AI phải nhỏ hơn bằng AG thì mới đúng, nhưng mà thế này là ngược, ta sẽ đổi chỗ i a g bằng a g phải a i được chưa? Mình có hai là for là xong. Bây giờ enter một lần nữa, không cái a này chấp tăng dần chưa? Đấy. Ở trên này là a như này là bất kỳ nhé. Đây a đây. Còn đây a nó sắp xếp là trừ 10, 0, 1, 3, 5, 7, 10, 4, 2, 10. Như vậy nó sắp xếp đúng rồi. Và đây chính là cái chương trình đơn giản để sắp xếp một cái dãy theo thứ tăng dần bằng cách là đổi chỗ hai vị trí. Thì đây là cái gọi là thuật toán, cái cách làm tự nhiên nhất. Là chúng ta cứ một dãy chưa sắp xếp đúng khi mà có những cặp EG. Nếu mà AI mà sắp xếp ngược, tức là AI nhỏ hơn G nhưng mà AI lại lớn hơn AG, thì tôi làm hai này là tìm tất cả các cặp EG với I nhỏ hơn G, và tôi kiểm tra nếu AI lớn hơn AG tôi đổi chỗ hai vị trí chúng. Đây là lệnh đổi chỗ đây, rất đơn giản. Như vậy cái sắp xếp một cái dãy trong Python nó rất đơn giản. Còn cái lệnh này chúng ta cũng dùng được trong, hoàn toàn dùng như là trong Pascal và C. Thì ở chỗ này chúng ta sẽ thay nó bằng ba lệnh, bằng ba cái lệnh.
trong Pascal và C, chúng ta nhớ lại là trong Pascal và C mà muốn đổi vị trí của hai phần tử, chúng ta phải làm như này. Chúng ta phải dùng, chúng ta đặt tem bằng AI, xong đặt AI bằng AG, sau đó đặt AG bằng tem. Như vậy đây là cái lệnh mà chúng ta hay dạy cho học sinh Pascal, là cái lệnh mà đổi vị trí của hai phần tử của một cái dãy. Thì chúng ta làm cái này mất ba lệnh, còn ở trong trong Python chỉ biết một lệnh thôi. Đấy, rất là ngắn gọn. Python có rất nhiều lệnh làm cho chương trình trở nên rất sáng sủa và ngắn gọn, được chưa? Đó. Được chưa? Như vậy là như vậy dãy, thấy dãy là một cái là một đối tượng mới mà nó hỗ trợ cái lệnh for, lệnh for và lệnh duyệt trên phần tử hay trên phần tử của dãy. Đồng khi mà nói for rồi thì có in luôn. Như vậy chúng ta có thể mô tả như là một in, mà cái nó làm một lệnh in, là làm một lệnh một toán tử. Toán tử là kiểm tra xem là cái số 1 này có nằm trong dãy A hay không, đúng không nào? Thì enter có, u là có, biết là 111 có nằm trong A hay không. Mà cái đó là function này, thì biết là mở nháy cũng không như thế này, đây là một sâu trong ai không thì mạnh cũng báo là tai. Rồi thì bây giờ chúng ta với những cái kiến thức như này, chúng ta có thể làm được, cho đến giờ phút này chúng ta có thể làm được rất nhiều bài tập rồi đấy nhé. Bây giờ ta xem lại thế nào, xem lại xem là nó có cái lệnh nào nữa nhé. Lệnh open này, clear này, lệnh cao, lệnh cao là lệnh đếm thôi. Đếm xem một phần tử là nó nằm ở trong cái dãy là gần lặp bao nhiêu lần. Cái lệnh này chúng ta có thể lập trình được để mà tính. Thế nào chúng ta muốn tính thì cũng được. Đây, bây giờ A nhé, bây giờ tôi viết lại này. A là 1 0 1 1 10 1 0 0 1. Là A này cao 1, đếm xem là số 1 này này, 3 nó lặp lại là bao nhiêu lần, là 5 lần, được chưa? Và chúng ta biết rằng là cái bài toán đếm, bài toán hoàn toàn lập trình rất dễ dàng. Để tôi lập trình ngay đây nhé, tôi kiểm tra xem là cái số 1 nó là như nào nhé. Về đây, để tôi làm như này, tôi sẽ làm được ngay. Bây giờ tôi kiểm tra một cái giá trị bất kỳ, chứ không phải là 1, đặt là K đi, bằng 1, kiểm tra xem là trong A có bao nhiêu giá trị là bằng K nhé. Mà đa số thì phải là 5 thì mới đúng này. Đây này, như vậy là ta dùng cái hàm cao là hàm đếm, nhưng mà tôi có thể lập trình ngay bây giờ. Tôi làm như sau nhé, dùng cái biến nhớ là cao đi, biến nhớ là cao là bằng 0, và do tôi for in a mà bằng k thì tăng đến cao lên 1 đơn vị. Đây là chữ mà toán đếm này, toán đếm. Lệnh lặp nhé, cho x thì lặp trên toàn bộ cái dãy A này. Và nếu x thì mà bằng k thì tăng cao lên 1 đơn vị. K bao giờ tôi cho bằng 0 đây. Đấy, như vậy sau lệnh này thì k nó chính là đáp số. Bằng 5. Như vậy là em cái cao này, cái biến cao này, đây là phần lập trình đấy. Lập trình của nó, nhưng mà nó là chính là cái lệnh, chính là cái phương thức cao, được cao, được chưa? Bây giờ xem lại một chút nào. Cao index biết rồi này, insert biết rồi này, remove biết rồi này, reverse chúng ta không cần, reverse là ngược lại. Tôi nói là ngay bây giờ chúng ta không cần biết cái đó nhé. Còn như vậy còn lại hai cái là copy và pop. Hay thì tôi nói luôn, copy đến buổi sau sẽ học. Cái lệnh copy này là lệnh đơn giản thôi, nhưng mà rất là có ý nghĩa. Thì cái này buổi sau chúng ta mới học, mà chúng ta học đến về là phần tư nâng cao. Còn cái pop này rất đơn giản, pop này là nó họ lấy cái pop này là cái lệnh để nó muốn là biến kia dãy A thành một cái hàng đợi thôi. Thì lệnh pop lệnh là lấy phần tử của A ra và trả lại chính phần tử đó, được chưa? Thì lệnh pop nó có hai dạng như sau. Thứ nhất là lệnh pop như này thôi,
là nó lấy ra phần tử cuối cùng của A và trả lại là A, trả lại thứ đó. Mình ghi lại A nhé. A này bằng 1, 2, 3, 4, 5. Cuối của nó là 6 nhé. Thế là A này rồi lấy ra phần tử đầu tiên, phần tử cuối cùng của A. Đây, nó là 6. Nó có một dạng nữa là dạng như này, dạng là bỏ và sau đó là K, là lấy ra phần tử thứ K của A. Ví dụ tôi đem phần tử đầu tiên là như này. Thì nha. Như vậy là nếu không, nếu là A mà pop không có gì thì lấy ra phần tử cuối, còn A mà pop mà có cái chỉ số K hay là đây là không thì lấy ra phần tử trả lại, lấy ra và trả lại chính phần tử đó nhé. Một, ví dụ A nó xóa hai phần tử này, xóa A nó xóa một phần tử đầu và cuối rồi đấy, điều một và sáu bị xóa rồi này. Đấy. Như vậy là lấy ra và xóa đi, đây chính là mô tả cái lệnh pop. Nếu các bạn nào mà đã biết rồi về cái khái niệm là hàng đợi đấy, trong trong lý thuyết thuật toán ấy, thì hàng đợi là cái cách mà chúng ta nó chỉ hỗ trợ hai lệnh, lệnh đưa vào và lệnh lấy ra gọi là lệnh pop, đó là hàng đợi. Thì cái lệnh pop này chính là cái là nó miễn là nó là biến cái dãy A thành cái hàng đợi, cái lệnh mà đưa vào, lệnh đưa vào hàng đợi thì nó chính lệnh append, đúng không nào? Đối với hàng đợi nhá, hàng đợi nên ta mô tả nó như là một cái như thế này, nó đưa vào, đưa phần tử vào. Cái nguyên tắc của hàng đợi là như cái ba lô ấy, vào sau ra trước, đúng không? Cái thằng ra trước thì vào trước thì nó nằm ở phía đáy này và đưa vào là vào lấy ra. Đấy. Thì cái việc đưa vào này thì trong ngôn ngữ của trong tiếng Anh của thuật toán ấy, thì người ta dùng cái từ là push nhé, là đưa vào. Còn lấy ra thì nó dùng cái từ là pop, đưa vào. Thì ở trong cái môi trường list của chúng ta thì cái lệnh push này, đưa vào này thì nó chính là lệnh append, chúng ta biết rồi, append lệnh rất hay dùng luôn. Còn lệnh này lấy ra chính lệnh pop, lệnh pop là chúng ta vừa học xong. Chưa? Như vậy là cái pop. Đây, tôi viết lại đi lại cho nên đi lại nhé. Đi. Đi lại. Lệnh pop. Trong trước thì trong chương trình tin học lớp 12 mới học. Trong chương trình tin học lớp 12 mới học, học sinh mới được học khái niệm là hàng đợi và ngăn xếp. Thì trong đó nó có một cái trong yêu cầu của chương trình của lớp 12 là mô tả hàng đợi và ngăn xếp bằng cái mảng một chiều hay bằng list. Thì đây chúng ta tôi vừa nói xong, cái vừa tôi vừa mô tả xong ở đây chính là cái đây, dùng append để đưa vào và dùng pop để đưa ra, đây là hai cái phương thức của list. Thì đây chính là tôi vừa nói xong, đây chính là cái phần là một trong phần chương trình của lớp 12 học cái này. Trong chương trình lớp 12 thì học sinh mới học khái niệm là một là ngăn xếp nhé, ngăn xếp. Hai là khái niệm hàng đợi. Mà cho nó có một câu là yêu cầu học sinh là biểu diễn ngăn xếp hàng đợi bằng list. Thì tôi trả lời luôn là đây, như vậy là đối với hàng đợi thì là đưa vào bằng lệnh append, đúng không? Còn lấy ra bằng lệnh là pop. Đây là ngăn xếp. Hàng đợi thì sao? Hàng đợi là như thế này. Hàng đợi là nó là như thế này. Như xếp hàng ấy. Đưa vào là đưa vào xếp cuối hàng, còn lấy ra ở phía trước đây. Đấy. Đưa vào. Và đây là lấy ra nhé. Lấy ra. Cái này là hàng đợi, không phải là ngăn xếp, đây là hàng đợi. Nên như xếp hàng ấy. Xếp hàng này nó là vào sau ra trước nhé. Vào sau ra trước nhé. Đấy. Không phải vào sau ra sau chứ. Thằng này là vào sau ra trước, thằng này là vào sau ra sau. Nếu ai sau ra trước thì ra trước. Thì trong cái chương trình lớp 12 nó có một câu là hãy biểu diễn các cái hàng đợi bằng dãy. Đây chính là list đây. Thì khi đưa vào này chính là lệnh append, vẫn là append đúng không? Như vậy append chính là cái lệnh mà đưa vào hàng đợi. Còn lấy ra đây chính là lệnh pop, nhưng không phải là pop thường, là pop không.
lấy ra phần thể đầu tiên mà, chứ nó phải là pop 0. Nên tôi vừa mô tả lại pop 0 cho các bạn đấy. Đây, pop 0 đây này. Pop 0. Cái pop thường này này là mô tả cái lệnh là lấy ra của ngăn xếp, còn cái pop 0 là mô tả lấy ra của hàng đợi. Như vậy là chúng ta đã biết được cái này các cái lệnh. Như vậy chúng ta biết rồi, append biết rồi này, clear biết rồi này, cao, extend được buổi sau đi, index biết rồi này, insert biết rồi này, pop biết rồi này, remove biết rồi này, còn reverse là không cần, sort ta biết rồi, còn lại trừ lại có mỗi cái cao, cái extend này thì không hay lắm, extend này ít khi dùng nhưng mà cũng thể dùng, là mở rộng của lệnh append, bổ sung nhiều phần tử nữa, bổ sung một cái dãy khác vào cho được. Đây nhé, đấy lệnh copy, à, lệnh gì nhỉ, tôi vừa nói xong lệnh gì nhỉ, lệnh copy thì đến buổi sau tôi sẽ nói. Đấy, như vậy là học sinh nhá, học sinh lớp 10 chỉ được học 4 lệnh ở trong cái này thôi, 4 lệnh thôi, nhưng mà giáo viên nên biết thì tôi mô tả hết cho các bạn xem tôi bài những cái lệnh liên quan đến tính là dãy, được chưa? Rồi như vậy là chúng ta bây giờ tôi sẽ làm một số bài tập nhé, bài tập một là như sau. Bài tập này là như sau này, đây đơn giản không có gì đâu, còn trước ha, đấy chỗ chỗ nguyên nhé, việc cần đếm số và đồng thời chia hết cho, đồng thời chia hết cho 2 và 7 nhé, A là 1 này, 2, 3 này, 8 này, 7 này, 14 này, 28 này, 29 này, 140 như này. Bây giờ cần đếm là đếm số các số của A mà đồng thời chia cho 2 và 7 nhé. Bài này là bài đếm một. Tôi làm như sau nhé. Tôi một cái biến C là biến để đếm nhé. Biến là đánh đồ không. Đi và nó thành N là len của A, chúng ta hay thì không cần cũng được. Bây giờ for này, for i n đó, làm luôn dễ nghe đây, trên A luôn, for a in a luôn nhé. Bây giờ if a chia cho 2 bằng không, tức là gì, cho 2 đồng thời n đồng thời a chia cho 7 chia cho 7 cũng bằng không thì chia lên một đơn vị và chúng ta in ra các số của nó, in để của bài rất là đơn giản như vậy thôi. Đây này, à, nó có hai thôi. Bây giờ tôi muốn là bài nó mở rộng ra, tôi muốn là không những là đếm mà còn in luôn ra, in ra những số đó thì làm như nào? Không những là cần đếm số và in luôn, in ra làm được không? Làm được, làm như sau. Tôi sẽ phải tìm tất cả các số này và rõ tôi đưa vào một cái dãy mới thôi. Làm như sau này, là C bằng 0 này, mà tôi đọc được cái dãy mới, kiểu tôi là B thôi, B, thế là như thế này, đó. Tôi kiểm tra K này, nếu mà K mà chiết cho 0 và chiết cho 2 và 7 thì đầu tiên tăng C lên một đơn vị, cho tôi B ở pen, đấy, đó.
cụm từ pin B và pin B này ra, nó cứ in ra những số mà chia cho 2 vừa chia cho 7 chỉ ra đây 14 và 28 là hai số vừa chia cho 2 vừa chia cho 7. Đó. Thế có nào, vậy là nó cũng đơn giản. Thì bắt đầu từ giờ phút này, bắt đầu từ lúc mà chúng ta làm quen với list là nó bắt đầu có nhiều bài tập, và cả ngày nó có nhiều bài tập hơn nữa, thì phần này là phần tương đối khó, đúng không? Này là bắt đầu nó khó dần, và chúng ta sẽ phải làm quen với những cái bài tập đó. Thì vừa tôi chỉ làm cái bài tập hết sức đơn giản thôi, và dần dần sẽ có những bài tập khó hơn, được chưa? Rồi, thế bây giờ tôi sẽ nói sang một phần nữa về kiến thức, và cái kiến thức này cũng rất là hay nha, là cái khái niệm là gì, là cái khái niệm mà vùng chỉ số, khái niệm là vùng chỉ số. Đây, để một chút nhé, khái niệm vùng chỉ số là một cái kỹ thuật là làm cho nó chúng ta có thể khai thác cái kiểu dữ liệu list mạnh rất là nhiều lần, nó gọi là vùng chỉ số nhé, tiếng Anh gọi là slicing. Đấy, slicing tức là khi mà chúng ta bây giờ thông thường chúng ta chỉ truy cập một cái phần tử của dãy, của cái dãy bằng một chỉ số thôi. Ghi lại cho mình dễ nhé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 0, 1. Dạ, thế nhé. Rồi, thì bình thường tôi chỉ một của nó thôi, ví dụ như là A1 chẳng hạn, một cái sửa, ví dụ như là A1, tôi sửa lại là bằng đó chẳng hạn. Đó là cách truy cập chỉnh sửa một phần tử, nhưng mà thực tế chúng ta có thể làm, có thể truy cập vào đồng thời nhiều phần tử, thì khi cái đó người ta gọi là vùng chỉ số hay là slicing. Thì cách làm mô tả slicing như sau nhé, là chúng ta mô tả như sau, chúng ta sẽ mô tả không phải một phần tử mà là có thể có, mà là mô tả một cái vùng, vùng có như sau. Ví dụ tôi mô tả bắt đầu bằng từ 0 hoặc là 2 chấm đến 7, thì khi mô tả cái này là nó mô tả một cái vùng chỉ số là từ 0, 1, 2, 3, 4 cho đến 6, dừng lại ở đó. Đây, thì đây là cái này. Thế còn nào? Thì cái đó nó gọi là vùng chỉ số. Đây bây giờ tôi vùng chỉ số là gồm có hai phần tử thôi, là 0 và 1, thì làm như sau: A này, 0 này và 2. Thì đây chính là cái vùng chỉ số. Vùng chỉ số bắt đầu từ 0 và kết thúc là trước 2. Nó hơi cách viết này nó hơi giống cách viết của cái hàm range. Cái hàm range là dấu phẩy, thằng này nó là dấu 2 chấm. Được chưa? Đó. Đây là tôi mô tả là như sau. Mô tả là cái phần tử số là chẵn, bắt đầu từ 0. Tức là cuối. Tức là cuối là len của A. Len của A, sau đó là 2, thì đây là cái là được chưa? Đây là the start, the stop, the step, thì đây là mô tả các cái phần tử là số là chẵn của A. Như vậy là cái vùng chỉ số là mô tả như sau, cái vùng chỉ số là như thế này, vùng chỉ số là mô tả là chúng ta vùng chỉ số này thôi, và chúng ta có cái biến là cái start này. Sau 2 chấm này, sau stop này, sau 2 chấm này, step. Cái step này nếu không có mặc định thì là nó bằng 1, tôi có thể bỏ qua. Yeah. Cái thằng này nếu không có thì mặc định là bằng 0. Nhưng mà 2 chấm này bắt buộc phải có. Cho nên là phải có nhé. Đấy, thì bây giờ như này, bây giờ như vậy đáng nhẽ là bây giờ tôi đáng lẽ là tôi mô tả là ba phần tử đầu tiên của dãy A,
cái tôi viết là không, đó là hai chấm, sau đó là ba, là ba phần ba phần đầu tiên viết như này. Thì nhìn viết sau tôi viết là như này, a này, tôi viết là như này, hai hai chấm và ba, tôi bỏ qua cái nào, tôi bỏ qua cái phần đầu tiên vì kia đây cái như này có thể tôi có thể bỏ qua mà có thể mặc định ra bằng không thì viết này là máy máy vẫn hiểu. Đấy, vẫn là đấy. Được chưa? Còn hay nữa này, a này, bỏ qua này, cái stop này nó không có thì mặc định ra là cái này này cũng gọi là mặc định là bằng len a, mặc định. Cho nên là nếu mà ở đây mà không có nhé thì tôi làm như sau. Đấy, không có thì tôi để như này. Đấy, đây là toàn bộ dãy a, toàn bộ luôn, được chưa? Bây giờ tôi cứ viết lại này, a này, viết lại là a này, này toàn bộ dãy a nhưng mà cách nhau mà bởi hai phần tử. Đây là, đây là tất cả các cái, đây là toàn bộ tất cả các cái phần tử của a với chỉ số là chẵn, đây là tất cả của a với chỉ số là lẻ. Này, lẻ một này, đây là mô tả cái dãy con của a, dãy lấy từ a là bắt đầu từ một, kết thúc bằng cuối của a và cách nhau là hai phần tử. Như vậy là đây là tất cả các cái phần tử chỉ số là lẻ của a. Vậy như vậy là cách mô tả cái slicing này rất là hay, nó hơi phức tạp một chút, chúng ta chưa quen nhưng mà chúng ta sẽ thấy ra nó rất là hay. Đây, được chưa? Còn mình tôi mô tả cái cụ thể. Đây, mô tả là y hai chấm y cộng hai. Đây chính là cái, đây chính là cái mô tả cái hai phần tử là ai và ai cộng một. Được chưa? Được chưa? Và khi đó tôi có thể chỉnh như vậy là với cái slicing này không những là tôi có thể truy cập như vừa nói mà tôi có thể thay đổi luôn. Bây giờ tôi muốn thay đổi hai số đầu tiên của a. Như a của tôi là như này, a đây là như này, nhưng mà tôi muốn thay đổi số đồng thời số 1, số 16 thành 0 thì làm như sau. A này, 0 này, 2. Đây chính là cái vùng chỉ số là hai phần tử đầu tiên của a. Bây giờ tôi muốn sửa lại là 0, 0. Đây như vậy. Tôi sửa luôn như này và tôi enter thì a nó sẽ bây giờ hai phần tử nó sửa thành 0. Thấy không nào? Như vậy nó rất thuận tiện. Như vậy là cái cách viết dùng slicing này là rất là hay. Thì tôi có thể viết như này, a này không có gì, mặc định không có gì, đây là trừ một, đây là trừ một, nó là mặc định khi mà step nó mà là trừ một thì mặc định cái phần tử đầu tiên này là phần tử đầu, là giá trị đầu của a, còn cái mặc định thứ hai là cái phân chia cuối của a, cho nên cái này chính là cái dãy a với thứ tự ngược lại. Như vậy là cho trước a là tôi có thể b, tôi viết như này, a thì đây chính là cái a, đây là đây là mô tả cái này, đây chính là cái dãy ngược lại của a, b đây, thấy chưa? Trong cái a không thay đổi, a vẫn thay đổi. Nhưng mà cái dãy này là dãy ngược lại, dãy này cái đây này, đây là ngược lại của a, thấy không nào? Đấy, bây giờ bắt đầu đến đây là hơi khó một chút rồi đấy nhé, thì chúng ta sẽ có thể có bài tập là gì cho trước dãy a, bây giờ hãy viết ra dãy b với thứ tự ngược lại, thì đây là một lời giải ngắn. Bây giờ tôi sẽ nói lời giải khác cho nó hay hơn nhé, cho nó không phải hay hơn mà nó dễ hiểu hơn nhé. Đây tôi muốn thành một cái bài tập đi, bài tập mà tiếp theo này là cho trước dãy a, hãy tính dãy b là ngược của a, một luôn đây này, luôn đây là một này, một là như sau, một là viết b bằng a một, một hơi khó hiểu, và nó hơi vượt nâng cao, và cái này là học sinh không được học trong chương trình, cái này vượt qua chương trình nhé, cũng có
học sinh trong chương trình chỉ học cái gọi slicing chỉ với hai phần tử thôi, start và stop, không có tham số step nữa, cho nên là cái khái niệm là mô tả cái chiều một này là không có trong chương trình. Thì cái phần này là phần gọi là phần nâng cao. Tuy nhiên tôi có thể lập trình để làm tập này với lời giải rất dễ hiểu, học sinh sẽ hiểu ngay luôn nhé. Là tính gãy ngược nhé, là như sau này. Thức A nhé, copy cho nó nhanh từ bên này sang cho đỡ phải lên này, này A đây này, A đây nhé, đây cho nó dễ nhé. A bằng nhanh nhanh, bây giờ bắt đầu lập trình luôn nhé. Lần sau này B bằng cái này đúng, tôi duyệt phần tử của A mà duyệt theo chiều ngược lại. Hay biệt là chuyện tôi nói rồi, cái hàm ren cho phép chúng ta là duyệt ngược lại. Là như sau, for mà tôi mỗi lần bước vào lọc phần tử A tôi đưa vào B, for này y in ren chiều ngược lại của A nhé, lại của A là bắt đầu bằng len A chỉ một, đúng không nào? Đây là chúng tôi thay bằng n cũng được, len A chỉ một nhé, và là trừ một trước kết thúc là trước trừ một, và đây là trừ một. Mà trước khi kết thúc là tôi nói luôn là khi mô tả cái hàm nó hơi giống, nó có cái nét giống với vùng chỉ số là slicing, nhưng mà nó rất là khác nhau đấy. Chúng ta rất cẩn thận, rất bị sai. Thế được, chúng ta bây giờ hôm nay chúng ta mới quá, chúng ta chưa dùng được, thì dần dần tôi sẽ trong quá trình học nữa tôi sẽ nói sâu hơn một chút để chúng ta hình dung là sự khác biệt rất lớn giữa range và slicing là chỗ nào. Còn đây trước mắt là hơi giống. Như vậy là gì? Cái hàm range đây nhé, hàm range này là bắt đầu từ cái phần tử cuối cùng của A với chỉ số là len A trừ 1, đúng không? Và giảm step bằng trừ 1 là giảm dần xuống đến trước trừ 1, tức là đến 0. Thì đây, nhưng mà đây chỉ cái y là nó đi lùi từ cuối trên đầu của A. Và làm như sau, tôi chỉ việc lấy B ở pen là A không, và đây tôi mà để ra cái về cho mọi người xem A trước cho và B luôn để mọi người thấy A. Như vậy đây chính là ngược của A, đúng không? Chạy thử này, chạy thử nhé. Đây này, đây là xuôi này, A chứ là xuôi nhé, còn dưới B là ngược lại của A đấy. Thấy không? Là tôi dùng cái hàm ren thôi, là y bằng cho y in ren từ len A trừ một từ cuối của A này lùi dần về đây là step bằng trừ một, lùi dần cho đến trước trừ một, tức là dừng lại ở số 0. Tôi bổ sung phần tử đó vào dãy B mà tôi in ra B là dãy phần này, và đây chính là cái chương trình để mà tính cái dãy ngược của A. Trong khi đó chúng ta có làm nhanh là như thế này. Đấy, nhé. Mà cái hay của cái này là hay của cổ cái hàm này là khi mà chúng ta làm này thì cái dãy A là nó vẫn giữ nguyên, A không thay đổi nhé. Được chưa? Trong khi đó nếu chúng ta mà sử dụng A nó có hẳn là reverse, đây chính là tính ngược lại, nhưng mà nó xử lý ngay trên dãy A đây nhé, hơi dở này, A này là A chấm reverse, cái hàm này là nó cũng là làm ngược lại của A và nó sửa trực tiếp trên A luôn, nó sửa luôn A này, đây, cái hàm này để cái phương thức reverse là phương thức nó làm ngược lại cái A luôn. Đấy, phương thức này. Và cái phương này này, phương thức này nó tương đương như này, cái phương thức reverse nó tương đương như này. Là cái phương thức đây. Thì khi tôi viết A nhé, reverse nó tương đương với là A bằng A là 2.2.1 tương đương này, bản thân A nó cũng thay đổi theo.
Lệnh này, lệnh này đây là một phương thức reverse, cái này không hay, không ít dùng lắm, tôi không thực tế chả ai dùng bao giờ, không ai dùng cái này, nhưng mà cũng đưa đây để mọi người biết thôi. Thế như vậy tới giờ phút này là chúng ta đã biết được gần hết tất cả những cái phương thức, cái bài đầu tiên đã biết phương thức và hầu hết những cái phương thức chính của đối tượng list, đối tượng rất quan trọng luôn, vì là đối tượng trung tâm luôn của mọi, mà ta thấy tất cả các bài toán tin học hầu hết là liên quan đến dãy, vì cái cấu trúc dãy là cấu trúc trung tâm của thuật toán, được chưa? Cho nên rất quan trọng. Và hôm nay chúng ta chỉ học đến lệnh copy thôi, thì đến buổi sau chúng ta sẽ nhận đến copy. Các bạn đã hiểu chưa nhỉ? Thôi chúng ta dừng ở đây nhé. Hôm nay có hơi bị khó quá không? Bài hôm nay sẽ bắt đầu hơi khó nhé, bắt đầu phức tạp, thì các bạn không hiểu gì thì các bạn hỏi ngay trên nhóm nhé. Tôi muốn là các bạn không nên để lại mắc ở trong lòng mình cái điều mà chưa hiểu. Thầy ơi, cho em hỏi một số những cái thuật ngữ. Ở đây cái thuật ngữ phương thức với lại cái thuật ngữ hàm nó giống nhau không thầy? Cái từ ngữ thì khác nhưng mà là bản chất thì là như nhau. Phương thức thì là nó là thưa anh, nó là method, nó là cái hàm mà nó làm cái hàm trên một cái đối tượng. Nhé, đây là tôi mô tả cho các bạn nhé. Khi mà có một cái object nào đó thì mô tả, thì ở một cái lớp thì nó có cái phương thức, thì khi thực hiện cái phương đó thì chúng ta viết là object như thế này và chấm chấm, đó là phương thức. Nhưng mà cách viết khác nhau nhé. Cách viết phương thức là viết đối tượng sau đó chấm, đấy, chấm như này. Còn khi nói hàm bình thường là một hàm, là phải viết hàm, là phải viết hàm, hàm f và object như này, đúng không? Đó là cái hàm bình thường. Như vậy là hàm phương thức nó là một thôi, nhưng mà cách chúng ta triển khai trên thực tế là nó khác. Từ trước đây chúng ta hiểu hàm giống như là đối với hàm của Pascal thôi, đúng không? Hàm của Pascal, hay là những hàm mà có sẵn ở trong hàm có sẵn ở trong Python, như là hàm min, hàm max, ta đã biết rồi. Như là bản thân những cái hàm như là hàm in này, nó có sẵn những cái hàm in nhé. Hay là cái hàm in nó là một hàm thôi, in này, hay là hàm input là cái hàm mô tả hàm sau đó mở ngoặc đóng ngoặc nhé. Nhưng khi mô tả đối tượng ấy khác, chúng ta viết đối tượng ra, viết a là một đối tượng thì a chấm, sau đó là phương thức này, chấm là những lệnh này, lệnh append này, đúng không, clear này, đó là những cái hàm ở trên phương thức a thôi, nhưng mà vì nó mô tả dưới dạng là các cái method hay là phương thức, tiếng Anh nó gọi là method đó. Thì cái này là chỗ mà theo tôi là dạy cho học sinh là hơi khó hiểu. Học sinh hiểu, học sinh hỏi sao lại chấm như này, sao không để đến đầu mà lại để sau như này, thì chúng ta phải nói là đây là cái học sinh bắt buộc phải công nhận. Đó là phương thức, gọi là phương thức, nó chính là hàm trên A, nhưng mà đây là hàm đặc biệt. Hàm này là cái hàm được mô tả trong cái môi trường gọi là môi trường gọi là lập trình hướng đối tượng. Đó, cái hàm này là hàm đi với đối tượng, không phải là hàm bất kỳ, hàm đi một đối tượng cụ thể. Khi tôi mô tả một cái a, khi tôi mô tả một a là một bản thân a nó là một cái a nó ra, thì a nó là một cái đối tượng, a nó là một cái đối tượng của gì, đối tượng của cái dữ liệu list, và a nó có rất nhiều cái hàm tác động lên a thôi. Thì để mô tả cái hàm đó, chúng ta bấm a gõ chữ a và gõ chấm, sau chấm nó hiện lên những cái hàm đó. Đây này, hình này này, hình hàm append này, hàm clear này, hàm copy này. Cái này học sinh hay khó hiểu thôi, nhưng mà học sinh nó học sinh mà nó ngồi nó thao tác thì nó hiểu ngay thôi mà nhé. Được chưa? Bởi vì em thấy cái cách dùng của mình đó thầy, tại dia thì em cũng thấy khi mà mình liệt kê ra các phương thức cho a, mình em cũng thấy trong các phương thức nó cũng có dia, nhưng mà khi mình sử dụng mình dia a chứ mình không có dùng là a chấm dia. Vậy thì dia nó là hàm. Dia là cái hàm mặc định, thân cái dia đó là cái hàm có sẵn của dạ, tại em. Dạ, tại vì em thấy khi mà liệt kê ra các phương thức sử dụng cho a, em thấy trong đó nó cũng có dia nữa, nhưng mà chúng ta không có sử dụng là a chấm dia, đúng không thầy? Không có. Sau này nhìn có dia không? Này, đây là khi dùng lệnh dia nhé, đây là tất cả các phương thức của a đây này, có dia không? Ở trên hàng thứ hai em thấy có chữ dia đó. Đâu? À đây. Ở hàng hai thầy. Cái điên như hoa kia gọi là điên bình thường, mà điên là điên này, cái điên này là cái này,
là cái là hai gạch dưới xong đia như thế này xong hai gạch dưới đúng không nào? Đây này có nói, có dạ, nói đúng cái này đấy. Ừ, rồi. nó Đúng có rồi. đúng được, là có dùng được chứ, dùng được hoàn toàn dùng được chứ. Thế này cho bạn xem nhé, đây để lấy đia a đúng không nào, hoặc là a chấm đi được, toàn được chứ bạn nhau. Đây là cái hàm cái phương thức này này, phương thức này nó là một nhưng mà nó khác nhau. Cái phương thức này là cái phương thức dành riêng cho đối tượng A thôi nhé, đó là phương thức. Còn đây là cái hàm có sẵn của, có sẵn của Python, nó dùng như một cái hàm mặc định, hàm có sẵn, nó gọi là built-in function của A nhé. Đã hiểu chưa? Dạ được thầy, em cảm ơn thầy. Chứ đây là chỗ mà ai mới nhìn vào thấy hoa cả mắt, tại sao lại có nhiều những cái gạch ngang như thế này quá. Nhiều người là mới, là bản thân tôi là cái đây 3-4 năm tôi bắt đầu tôi tìm hiểu cái này, tôi cũng thấy hơi kỳ, tại sao lại có nhiều những cái gạch dưới này này, tại sao nó có nhiều gạch dưới này quá, nên không hiểu cái gì cả. Nhưng bây giờ thì mình hiểu hết rồi, là cách ra, chẳng qua là cách mà những người mà sáng tạo ra cái bài xem nghĩ ra thôi nhé. Thật ra nếu mà bạn hiểu sâu thì nó luôn này, cái hàm kia phương thức kia này nó chính là cái này luôn, là một luôn đấy. Nhưng mà thôi, bây giờ chúng ta không cần biết là hiện tại mà tìm các bạn mà cứ hay thắc mắc quá là đi sâu vào cái này rồi thành ra là tàu hỏa nhập ma, là vì là chúng ta mới, chúng ta không bỏ qua hết đi, chúng ta bỏ qua hết đi. Tức là khi mà mở ra xem cái thì chúng ta quan tâm những cái hàm mà không có dấu gạch dưới nhé. Ok này, đây này, đây những hàm, đây là những phương thức cụ thể của một cái đối tượng là A. Còn chúng ta bỏ qua, không nhìn lên trên, không nhìn lên trên chỗ này nữa, chỗ này chúng ta nhắm lại, chúng ta không nhìn nhé. Chỗ này, chỗ này khó hiểu lắm vì nó có nhiều gạch ngang ta, đây tất cả đây là cái chỗ mê hơi mà khó hiểu, chúng ta đừng nhìn vào nữa. Sau này trong trình khác nếu mà có điều kiện gặp lại nhau nữa thì tôi sẽ, một khi mà các bạn học sang cái gọi là cái khái niệm là lập trình hướng đối tượng của Python thì chúng ta mới dùng đến những cái này. Còn trước mắt bây giờ chúng ta bỏ qua hết đi, bỏ qua hết, chúng ta chỉ biết là như vậy là một cái kiểu dữ liệu của Python nó đều có những cái hàm phương thức có sẵn, nên có sẵn đấy. Ví dụ như tôi mô tả là người, đó là một số viên, thì nó có cái hàm là hàm là biết đen, là cái hàm mà có sẵn của nó. Ví dụ thế nhé, ví dụ là hàm có sẵn một đối tượng là có hết, thì có thể đi là 10 lên, mà nó có, đây là những cái hàm mặc định có sẵn của các cái phương thức có sẵn của kiểu dữ liệu nguyên. Đây là của nguyên này, đây là của kiểu dữ liệu là list này, đúng không? Mà thấy xung quanh có rất nhiều những cái hàm mà nó có cái dấu gạch ngang ở trước và gạch dưới ở trước và sau. Chúng ta bỏ qua nhé, chúng ta không động vào. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Ai hỏi gì nữa không? Buổi sau chúng ta vẫn học tiếp về học tiếp với cái đối tượng list này nhé. Xin chào mọi người nhé. Em chào thầy ạ. Em chào thầy ạ. Em chào thầy ạ. Chào các bạn.